ca sĩ Thùy Trang mưa bụi lần đầu nói về biến cố mất giọng, nghỉ hát suốt 7 năm. Sau một thời gian vắng bóng ở các sân khấu ca nhạc, trong giai đoạn gần đây, ca sĩ Thùy Trang mới tái xuất trở lại. Mới đây, là khách mời trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Thùy Trang đã hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân hơn 2 thập kỷ qua, cũng như những chia sẻ về hành trình nghệ thuật. Đầu thập niên 1990, Thùy Trang xuất hiện trong nhạc tập Mưa Bụi và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Cô khi ấy 18-19 tuổi nhưng hát mùi mẫn các ca khúc như Trách Người Trong Mộng, Màu Xanh Kỷ Niệm, Em Đi Trên Cỏ Non, Trên Dòng Sông Nhỏ, Xa Mưa Rông, Bông Bí Vàng. Sau series Mưa Bụi, Thùy Trang tiếp tục xuất hiện trong các băng Tình Đời, Tình Xuân, chính thức trở thành sao nhạc dân ca quê hương nhờ sở hữu giọng hát mềm mại, mượt và sáng. Xuất hiện trong tập 36 chương trình Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Thùy Trang bày tỏ sự đồng cảm dành cho các em nhỏ mồ côi trong chương trình. Với nữ ca sĩ, bữa cơm gia đình luôn là điều không thể thiếu ở mỗi nhà. Sự thiếu đốn đó được các nhân vật trong chương trình làm cho cô cảm thấy chạnh lòng. Đồng thời, nó cũng tạo động lực để cô và cố gắng hết mình trong các thử thách, mong muốn mang được thật nhiều giải thưởng có giá trị cho các em. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, con gái của nữ ca sĩ đã tỏ ra vô cùng hào hứng ủng hộ mẹ thực hiện các thử thách trong chương trình. Thùy Trang cũng hay dắt các con đi chương trình về thiện nguyện, quyên góp từ thiện để các bé thấy được những hoàn cảnh như vậy và rút ra những kinh nghiệm. Sau này, các con có thể có những suy nghĩ tích cực nhất, thấy được những hoàn cảnh khó khăn thì các con sẽ cố gắng hết mức có thể tránh xa các cạm bẫy ngoài xã hội. Nữ ca sĩ cho biết, ca sĩ Thùy Trang cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có được gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng ông xã Thùy Trang luôn là người đồng hành cùng nữ ca sĩ và là chỗ dựa vững chắc cho cô. Khi nào rảnh là anh sẽ chở tôi đi hát, còn bận công việc lắm mới nhờ mấy đứa em đưa đi. Với các chương trình ý nghĩa như Mái ấm gia đình Việt thì hầu như anh đều dành thời gian để đưa tôi và các con tham gia. Bản thân tôi cũng thích như vậy, khi anh thấy được sự khó khăn của các hoàn cảnh trong chương trình sẽ trân trọng gia đình, cùng nhau chung sống hạnh phúc và cố gắng hơn trong cuộc sống này, Thùy Trang bộc bạch. Ca sĩ Thùy Trang được biết đến khi xuất hiện trong series Mưa Bụi và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Những ca khúc Trách Người Trong Mộng, Màu Xanh Kỷ Niệm, Em Đi Trên Cỏ Non, Trên Dòng Sông Nhỏ, Xa Mưa Rông, Bông Bí Vàng gắn liền với chất giọng ngọt ngào của nữ ca sĩ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thùy Trang bỗng quyết định nghỉ hát vài năm vì giọng hát bị ảnh hưởng, cũng như muốn chăm sóc con cái và mái ấm nhỏ của mình. Cô tâm sự lúc đó bản thân nhận thiên chức làm mẹ cho nên tạm nghỉ khoảng 7 năm. Khoảng thời gian ở ẩn, Thùy Trang thậm chí còn không dám mở TV xem vì sợ thấy các đồng nghiệp lại buồn. Nhớ sân khấu và khán giả là vậy, nhưng vì gia đình, cô chấp nhận tạm lui về chăm sóc các con. Đồng thời giọng ca Em Đi Trên Cỏ Non cũng sẽ việc tạm ngừng đi hát như một cơ hội để nạp thêm năng lượng cho sau này. Đến khi em bé được 5 tuổi, Thùy Trang quyết định hoạt động trở lại. Nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc vì sau 7-8 năm vắng bóng, nhưng khi trở lại, cô vẫn được khán giả yêu mến. Dù không sử dụng mạng xã hội, song Thùy Trang biết các fan vẫn luôn ủng hộ mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng giải thích việc không sử dụng mạng xã hội là vì cảm thấy không cần thiết. Tôi nghĩ nếu như bầu show cần thì chắc chắn sẽ kiếm được. Ngày xưa thì thông tin cũng hiếm hoi lắm, chỉ sử dụng điện thoại bàn thôi mà ca sĩ vẫn hoạt động bình thường. Tôi nghĩ mạng xã hội có cái lợi cũng có cái hại, có những lời khen cũng có những bình luận không hay. Ông xã tôi cũng ủng hộ tôi không dùng mạng xã hội vì trong cuộc sống đâu phải ai cũng yêu thương mình. Những bình luận không hay thì lại khiến tâm tôi không an, tôi dễ buồn nên cứ không dùng thì cảm thấy an lạc hơn, Thùy Trang cho biết. Khi được hỏi có ngại việc không sử dụng mạng xã hội sẽ không thể cạnh tranh với nhiều ca sĩ trẻ hiện nay không, giọng ca Xa Mưa Rông khẳng định đó là niềm vui thay vì lo lắng ngại ngùng. Cô nói bởi ông bà ta nói là che tàn măng mọc. Tôi nghĩ là mặc dù mình lớn tuổi nhưng khi xuất hiện vẫn được khán giả yêu mến, đó đã là một diễm phúc rất lớn rồi. Còn các em phải ngày một tiến lên, dòng nhạc quê hương, dòng nhạc bolero, đó là linh hồn của âm nhạc Việt Nam, nên nếu có nhiều ca sĩ trẻ hát dòng nhạc này thì tôi càng hãnh diện nhiều hơn.